Audio Jungle. Hello, chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một chiếc máy tính, đó là Casio FX580VNX. Thì cái chiếc máy này có thể mua ở các quầy sách nha, các quầy sách lớn, hoặc là các bạn có thể mua online trên mạng. Thì giá của nó dao động từ khoảng 500 đến 600 nghìn ở trong một cái máy như thế này. Thì các bạn có thể coi mặt sau, mặt trước của nó nha. Màu trắng rất là đẹp. Đây là cái nắp của nó, ở trong đó nè. Dưỡng díu quá dùng cái nắp đi. Đó. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Thì bây giờ mình sẽ test thử và mình sẽ giải thử cho các bạn xem một cái đề toán. Cái đề này là đề của lớp 12 và đại học năm 2018 và năm 2019, và là hôm nay luôn á. Thì cái này là cái đề lấy trên một cái của ông thầy dạy trên mạng, rồi mình sẽ giải thử cho các bạn xem nha. Đây, cháu mình nó sẽ giải thử cho các bạn xem, chứ mình ngu cái này rồi. Rồi giải đi. Rồi để các bạn hiểu hơn về cái máy tính mà Casio FX580VNX này á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số phương pháp thủ thuật về cách tính đạo hàm nè, về tính giá trị min max nè, về tính giá trị biểu thức của phương trình logarit. Mà những cái cách này á, mình thấy nó rất là thông dụng. Nhưng mà nếu một số bạn mà có cái kiểu như là làm biếng học bài hay là không nhớ cái cách học lý thuyết trong sách giáo khoa nó gườm gà quá, thì các bạn có thể dùng máy tính Casio này, nó có thể giúp cho các bạn một cách thoải mái hơn, ra kết quả nhanh nhất. Rồi ví dụ như là câu số 1 đi, ví dụ là cho A, X, Y là các số thuật dương, A khác 1, mệnh đề sau đây là sai. Các bạn nhớ nha, trong đề thi mệnh đề sai nó có in đậm cho bạn, các bạn đừng có quên là lúc mà mình làm cái mình thấy mình đề đúng cái mình khoanh đúng liền là sai, bởi vì trong đề yêu cầu là mệnh đề sai chứ không phải mệnh đúng nha. Rồi ví dụ bây giờ mình test thử con A nha. Con A là logarit cơ số A của x mũ y bằng y nhân logarit cơ số A của x. Thì bây giờ với cái giả thiết là A khác 1, thì bây giờ thì cái số A này các bạn không được thấy là số 1, mà các bạn có thể thấy khác số 1, ví dụ như là số 0, số 2, số 3, trừ số 1 ra. Bây giờ mình test thử con A nha. Rồi bây giờ mình nhấp nha, logarit cơ số ví dụ khác 1 đi, mình sẽ cho là số 2. Rồi x mình cứ cho là 2 luôn, y cũng cho là 2 luôn. Rồi mình sẽ chuyển vế cái logo y nhân logarit cơ số a của x này qua một bên, nếu như bằng 0 thì đây là mệnh đề đúng thì mình sẽ không chọn. Rồi trừ cho y là thế là 2 nè, nhân logarit cơ số a của x, a là 2, x cũng là 2, bằng 0, đây là một mệnh đề đúng, không chọn. Rồi qua câu B nha. Câu B, mình mặc định A, X, Y là bằng 2 rồi, bây giờ mình nhập nha. Logarit cơ số 2 của 2 chuyển vế qua trừ logarit cơ số 2 của 2 bằng 0. Bằng 0 thì mới được suy ra X bằng Y. Còn nếu như không bằng 0 mà bằng một số khác, một số dương khác hoặc là một số âm khác thì bạn sẽ không nhận định là X bằng Y. Mà trong cái trường hợp này mình ra bằng 0 luôn thì mình nhận định rằng X bằng Y là một mệnh đề đúng, thì mình sẽ không chọn nó. Bây giờ qua câu C. Rồi, logarit cơ số 2 của x với y mình mặc định là 2 chia rồi, ok, chuyển vế qua trừ logarit cơ số 2 của 2 trừ, các bạn nhớ nha, nãy mình nhập lộn cái dấu này là thành dấu nhân nên là mình không kết quả, bây giờ mình mới nhập đúng nè. Dấu trừ sẽ chuyển thành dấu cộng bởi vì chuyển vế sẽ đổi dấu. Rồi, logarit cơ số 2 của 2 bằng 0. Đây là một mệnh đề đúng, mình không chọn, đảm bảo mình nhập 3 phương án là bằng 0 thì mình sẽ chắc chắn là phương án D là phương án sai. Nhưng mà nếu mà mấy bạn mà còn lo lắng hơn nữa thì mấy bạn phải nhập lại một lần nữa nè. 2 nhân 2 nhân 2 nè. Rồi chuyển vế qua trừ logarit cơ số A của X là 2 nhân 2. Rồi nhân cho logarit cơ số 2 của 2 bằng 1. Đây là một phương án sai bởi vì nó không phải là bằng 0. Rồi mình sẽ chọn câu D liền, ngay lập tức. Đây là phương án sai nha, mấy bạn nhớ nha, phương án sai nha, đọc đề phải cẩn thận. Rồi ví dụ giờ qua câu B đi, câu 2 đi. Câu 2 cái đề của nó là logarit cơ số 2 của x bằng 5 nhân logarit cơ số 2 của a cộng 4 nhân logarit cơ số 2 của b. Với giả thiết là a b lớn hơn 0 thì x bằng bao nhiêu. Rồi cái bài này cũng không gọi là khó lắm. Mình cứ cho đại giá trị của a b đi. Bây giờ mình nhập biểu thức này vô. Rồi mình sẽ test từng cái phương án trong đây. Rồi bây giờ mấy bạn cho a, giả thiết là a b lớn hơn 0 thì mình có thể cho a với b là bằng 1, a với b bằng 2, a với b bằng 3, bằng 4, bằng 5, vân vân, các số nhưng mà không được số âm tại vì nó lớn hơn 0 nha. Rồi bây giờ chúng ta nhập biểu thức này vô. Đặc biệt là phải chuyển vế nha.
chuyển vế mới nhấn shift son mới tìm được x được. Rồi bây giờ chúng ta nhập nha. Logarit cơ số 2 của x, x là một cái ẩn, ẩn mình đang tìm nên mình không cần tìm nó, mình chỉ nhập x vô thôi. Rồi ok. Rồi chuyển vế qua 5 nhân logarit cơ số 2 của a lớn hơn 0 thì cho lại là số 2 đi. Rồi bằng chuyển vế qua trừ cho 4 nhân logarit cơ số 2 của mình cho b bằng 2 luôn. Rồi mình shift son. Shift son bằng coi để coi x bằng bao nhiêu để mình ghi giá trị của x. X bằng 512 rồi mình ghi ra nháp nha, ghi liền luôn. X bằng 512. Hồi nãy mình cho a là bằng 2 nè, b cũng bằng 2. Thì bây giờ mình sẽ thế 2 thành a, b thành 2 vô. Mình coi coi cái giá trị nào bằng 512 thì mình sẽ chọn nó liền. A là thế bằng 2 nè, 2 mũ 4 nè. B mình thế bằng 2 luôn, nhân cho 2 mũ 5 bằng 512. Rồi phương án A liền, không suy nghĩ nữa. Bây giờ mình test thử một câu B thôi nha. Chắc chắn là không phải rồi, bởi vì tổng này ra một số rất là nhỏ là 5 x 2 cộng 4 x 2 đó ra 18, đó một số rất là nhỏ nè. 4 x 2 cộng 5 x 2 cũng vậy luôn. Câu C. Rồi câu D nè. Câu D. Câu D là 2 mũ 5 nhân cho 2 mũ 4. A này ra cũng 512 luôn. Mấy bạn phát hiện nha. Mấy bạn phát hiện trong câu này, câu A là A mũ 4, B mũ 5. Câu D là A mũ 5, B mũ 4. Hai kết quả này đều ra là 512. Thì mấy bạn lập tức thay đổi liền. Thay đổi đây là mình làm một cái trường hợp thử cho các bạn biết cách thay đổi. Bây giờ các bạn thay đổi số chữ B thành 3 đi. Để cho một hồi A với B không trùng nhau. Nếu mà A với B trùng nhau thì nó sẽ cho các bạn hai đáp án gây nhiễu. Thì các bạn sẽ không biết được phương án nào đúng, phương án nào sai. Bây giờ mình bắt lại từ đầu nha. Logarit cơ số 2 của x nè. Chuyển vế qua trừ 5 nhân logarit cơ số 2. A là mình định là 2 nè ha. Rồi chuyển vế trừ 4 nè, nhân cho logarit cơ số 2 của 3. Rồi shift son bằng. Đây là một phương án khác nữa nha, không phải 512 nữa mà ra là 2592. Rồi nãy mình mặc định A bằng 2, B bằng 3. Giờ nhập lại rồi nha. A bằng 2, 2 mũ 4 nhân cho 3 mũ 5 bằng. Đây là một phương án sai nha. Tại vì ra 3888 nè. Gọi nó liền, chắc chắn mình đảm bảo là câu D. Tại vì mình đã thay đổi cái biến B thành bằng một số khác rồi, không phải bằng 2. Nếu bằng 2 thì hai phương án này trùng nhau thì sẽ ra hai phương án gây nhiễu cho mình không biết chọn phương án nào đúng hơn. Rồi bây giờ nhập câu D nha. A là bằng 2 mũ nè, 5 nhân cho B, B là 3 mũ 4. Nè, đúng không? 2592 nè, phương án X mình là 2592. Mình đảm bảo mình chọn câu D một cách đúng 100%. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ thêm một câu 3 nữa nha. Câu 3 là đặt A bằng logarit cơ số 3 của 15, B bằng logarit cơ số 3 của 10. Hãy biểu diễn logarit cơ số căn của 3, 50 theo A và B. Rồi bài này cũng không gọi là khó lắm. Bây giờ chúng ta phải dùng cái thủ thuật là alpha store gửi biến, gửi kết quả vào một biến. Rồi sau đó chúng ta dùng cái biến đó để tính bài cho nó nhanh hơn, ra kết quả thật là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta làm sạch máy nha, shift 93 bằng bằng. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta nhập cái biểu thức logarit cơ số 3 của 15. Nè, logarit cơ số 3 của 15 bằng một cái đi. Rồi chúng ta dùng thủ thuật gửi biến nè, alpha store gửi biến vừa gửi vào biến A. Rồi bây giờ các bạn nhớ là cái bài logarit cơ số 3 của 15 các bạn đã gửi vô biến A rồi. Rồi sau đó chúng ta nhấp vô B là logarit cơ số 3 của 10 bằng một cái. Rồi gửi biến B nha, gửi vô biến B. Tại vì trong đây mình thấy là nó bằng A với bằng B, mình gửi vô AB hồi tính cho này nó dễ hơn. Rồi sau đó là hãy biểu diễn logarit cơ số căn 3 của 50 nè. Logarit cơ số căn 3 của 50. Cái này mình bắt buộc phải ghi giấy nha. Thôi cái số này thôi ghi tượng trưng thôi nha, ghi tượng trưng vài số hợp phân thôi nha. 7,12175 nha. Rồi này là ghi tượng trưng thôi để họ mình nhắn cái kết quả này coi nó giống không. Rồi mình nãy mình đã gửi logarit cơ số 3 của 15 thành A, logarit cơ số 3 của 10 thành B. Rồi mình chỉ cần nhập cái biểu thức này vô, coi cái biểu thức phía sau với bằng này nó có bằng kết quả này không. Nếu như biểu thức nào mà bằng kết quả này thì mình sẽ chọn phương án đó. Ví dụ câu A đi, A cộng B trừ 1 nè. Mình đã gửi biến A rồi nha. Alpha A nè cộng nè, alpha B nè trừ 1 bằng 3,5608 là không đúng. Bởi vì phương án mình nãy mình bấm logarit căn 3 của 50 là 7,12175 đúng không? Rồi qua câu B liền. 4 nhân mở ngoặc alpha A cộng alpha B trừ 1 bằng 14,24, quá sai. Này là có một số thôi. Rồi tiếp câu C. 2 nhân mở ngoặc alpha A cộng alpha B trừ 1 bằng 7,12175 thấy không? 7,12175. Mình nghi ngờ câu C nha, tại vì nãy giống nha, nghi ngờ câu C nha. Rồi bấm thử câu D nha. Câu cuối cùng nè, 3 nhân cho alpha A cộng alpha B trừ 1
Này, hoàn toàn sai, bởi vì đây là có một số đây biểu thức gần bằng nhau rồi, chọn phương án C liền, không suy nghĩ gì hết. Tại vì mình đã gửi cái biến A này bằng logic số 3 của mình âm thành biến A trong máy tính rồi, và cái này cũng thành biến B trong máy tính rồi, mình chỉ còn việc nhắm A với B thành cái biểu thức bên đây. Nếu mà kết quả bên đây mà ra giống như cái biểu diễn cái bài mà yêu cầu thì đó là phương án đúng rồi. Ok, là như các bạn vừa thấy là mình có thể giải được rất nhiều bài toán khó và nhanh chóng bằng chiếc máy FX580 này. Vì thế nếu có điều kiện thì bạn nên để dành một khoản tiền để có thể mua cho mình một chiếc máy FX580 như thế này để phục vụ cho việc học của bạn tốt hơn, nhất là những năm cuối lớp 12 như thế này thì việc sở hữu một chiếc máy như thế này thật sự là rất là cần thiết. Và nếu các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm này thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn có thể vào đó xem và tham khảo giá. Nếu ok thì các bạn có thể mua online luôn. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.